ca đoàn lớn, ca đoàn mẹ trẻ. Xin mời các ca đoàn chúng ta đứng hai hàng dây đường xung quanh đường hồ. Chúa, trên đường đời chúng con ngày hôm nay có quá nhiều thánh giá phải phát. Thánh giá trong gia đình, đôi khi người chồng là những thánh giá đè nặng lên người vợ, chẳng hạn như là rượu chè, cờ bạc trai gái, đã làm bao nhiêu những người vợ rất là đau khổ. Trái lại, những người vợ cũng là những thánh giá cho đè nặng trên vai người chồng. Về phía con cái thì việc học hành hàng ngày làm cho những bậc cha mẹ rất là vất vả, đôi khi không chịu khó học, đôi khi bỏ học và đôi khi còn không nghe lời cha mẹ. Đấy là những thánh giá đè nặng lẫn cho nhau. Lạy Chúa, trong cuộc sống hàng ngày chúng con cảm nhận thấy có rất nhiều thánh giá mà chúng con phải vác. Vậy hôm nay chúng con noi gương Chúa, Chúa đã vác thánh giá, đã hoàn thành cây thánh giá của người. Và đến lượt chúng con hôm nay, xin cho chúng con theo gương bài học của người để chúng con cũng vác thánh giá của chúng con được hoàn thiện. Nhưng chúng con tin rằng nếu chỉ cậy vào sức mình thì chúng con không thể vác nổi. Vậy chúng con cần đến ơn của Chúa, và đặc biệt là chúng con noi gương Chúa. Chúa đã qua thập giá đạt tới phục sinh. Vậy thì chúng con cũng can đảm, chúng con quyết tâm, chúng con sẽ đi theo con đường của Chúa, và chúng con hy vọng rằng Chúa giúp sức cho chúng con, thì chúng con sẽ vác thánh giá trên đường đời. Đó là những thánh giá bùn, thánh giá đất, thánh giá đá, thánh giá sắt. Và nếu có ơn Chúa thì chúng con sẽ vượt qua được. Chúng con ước mong và chúng con hy vọng như vậy.
Amen. Ăn mày ta ơn bội làm thánh cả mà ta. Mời cha các tông đồ chúng ta vác thánh đá nơi thứ nhất. Rồi khi nhà đi đầu tiên. Come on!
chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Ơn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nay thứ sáu, Bà Veronica trao khăn cho được Chúa Giêsu lọt mặt. Trích sách tiên tri Isaiah. Ta vâng rằng lão vì anh đã đến mức này cho. Chúa, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Vì Chúa đã cùng thấy anh ta mà Chúa tôi chúng con. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã phạm tội đi, phạm tội lại, như làm Chúa gục ngã nhiều lần. Xin thêm sức vững vàng đừng phạm tội nữa. Xin thêm sức vững vàng đừng phạm tội nữa. Chúng con nhiều lần gục ngã trên đường đời vì tội lỗi chúng con và lòng ác của kẻ dữ. Chúng con quyền trỗi dậy đi đường theo Chúa đến cùng. Chúng con quyền trỗi dậy đi đường theo Chúa đến cùng. Xin đền tạ ơn Chúa đời đời. Sứ thiên lời bắt đầu trả lời thứ 12. Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Ban giáo lý và thanh niên ra phục vụ các lô thứ 13. Tiếp theo lô thứ 14 là ca đoàn ba phủ sứ và tôn vinh thánh giá trên hiên cuối hội trường.